ổ tủ tủ xử lý nước thải tầng hầm. Mình vận hành tủ bằng nút nhấn, bật tắt bằng tay. Chế độ tự động sẽ theo phao mực nước và có chế độ gọi bơm khi bơm bị lỗi. Phao đóng lần một sẽ chạy bơm một và tính thời gian. Nếu sau thời gian, mực nước không cạn sẽ ngắt bơm một và báo lỗi, rồi sau đó gọi bơm hai vào bơm. Khi bơm hai chạy mà nước cũng không rút xuống, sẽ ngắt và báo lỗi hệ thống. Nếu mình muốn chạy lại, mình sẽ nhấn nút reset để xóa lỗi và cho bơm chạy lại. Khi bơm hoạt động ổn định thì phao đóng lần một sẽ chạy bơm một, đóng lần hai chạy bơm hai, cứ vậy lần lượt lặp lại. Đặt tủ, các bạn vui lòng liên hệ số Zalo 0328500512. Cảm ơn.